Xin chào các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của series Nhân Chứng Sống. Câu chuyện mở đầu cho tập ngày hôm nay là một trải nghiệm của một tài xế giấu tên chia sẻ vào năm 2018. Chuyện này mình kể là có thật, và nhiều anh em đi ngang qua đoạn này đều gặp trường hợp giống mình. Chỉ đơn giản là tụi mình có một page riêng dành cho tài xế. Lúc buồn buồn, mấy anh em hay kể chuyện mà. Và khi mình kể ra thì cũng có những anh em khác xác nhận câu chuyện này. Vào đầu năm 2018, mình cầm tài mà vợ mình lại bị ma nhát mọi người ạ. Hôm đó, mình đi Đà Lạt về, đi quốc lộ 20. Lúc gần tới ngã ba Dầu Dây, cách khoảng 3-4 cây số gì đó, nhìn sang bên tay trái, thấy thấp thoáng cái nóc nhà thờ. Lúc đó mới tầm có hơn 7 rưỡi tối. Phía trước thì đường trống và vắng, nhưng có một em Kia Sedona và một xe Ford Everest cứ chụp đuôi chạy khoảng 60-65 cây một giờ. Ngoài khu dân cư nên khu này được chạy 80 cây số. Bám đuôi thì mệt quá nên mình quyết định là vượt. Xe tăng tốc lên khoảng hơn 80 thì qua cái em Kia Sedona kia. Bỗng dừng, mình phát hiện ra vợ mình cứ chồm dậy, hai tay tì vào táp lô la hoảng. Mình cũng hoảng quá chả biết có chuyện gì, vì trước mắt rõ ràng là đường trống. Mình mới bậm môi, đạp ga, vượt nốt em Everest, thì đằng xa có thấy một thằng điên đang nhảy chân sáo băng qua đường. Đánh lái né ông kẹ này xong, vẫn phân vân nhưng thôi, chờ vợ hoàn hồn mình mới hỏi thử xem. Không lẽ là mình cầm tài mà khi vượt xe có chướng ngại vật mình lại không thấy? Người ngồi ghế phụ lại thấy được hay sao? Trên xe còn có cả con mình. Chạy kiểu đó chắc thôi, mình không dám đi đêm nữa. Qua tới Dầu Dây, mình mới hỏi thử xem tại sao vợ mình lại có phản ứng như vậy. Vợ mình nói: sao anh bình tĩnh vậy? Bà già đó còn chút nữa là lao đầu vào xe anh cơ mà, chả thấy anh phản ứng gì cả. Hay là tại anh canh được? Vợ mình thì đang học lái, nên thấy tay lái bèo bèo cỡ mình là thần tượng lắm rồi. Mình lúc đấy thì hơi chột dạ, nghĩ bụng là không lẽ mình bị hoa mắt. Vợ mình diễn tả bà già đó mặc áo đen, ẵm theo một nhóc, và tay còn lại dắt theo một nhóc khoảng 9-10 tuổi gì đó, áo quần cũng màu đen. Lúc đấy là đang băng ngang qua đường khi mình vượt qua chiếc Kia kia. Ra giữa đầu xe mới đổi ý quay ngoặt vào trong, nên xe mới không gây ra tai nạn. Nghe tới đây, mình toát mồ hôi hột. Thật sự là không ổn, nhưng cũng không tranh luận nữa. Định bụng là về nhà xem lại camera, xem tại sao mình lại không thấy. Hay là do chỗ đó thiếu ánh sáng, bà già mặc đồ đen và mình thiếu quan sát. Xong sau đi làm, mình gỡ cam hành trình ra xem lại, thì đúng như những gì mắt mình thấy tối qua. Chả có ai băng qua đường lúc vượt qua con xe Kia Sedona cả. Chỉ có mỗi cái hình ảnh của thằng điên nhảy chân sáo băng qua đường lúc đã hoàn thành vượt xe những cái đoạn trên trước đó thôi. Khi cho vợ mình xem, bà ấy còn chỉ rõ ràng là chỗ này, lúc này, trước đó xảy ra như thế nào. Đem chuyện này kể lại cho mấy anh em chạy xe khách tuyến Sài Gòn Đà Lạt, mấy ông ấy nói là thấy hoài, nhưng lạ ở chỗ, người lái không bao giờ thấy, chỉ có người kế bên mới thấy thôi. Mà nếu cho người lái thấy thì mình nghĩ chắc chắn sẽ đánh lái và tai nạn sẽ xảy ra. Sau vụ đấy mình cũng hãi, và mình quyết định là đi qua khu vực đó thì không dám đi đêm. Một câu chuyện khác do bạn có Facebook là Hoàng Tuấn Hưng chia sẻ vào năm 2018. Đây là câu chuyện của một hội có tên là Hội Săn Ma, đã sập lâu lắm rồi, khoảng tầm năm 2012. Số là mình không có tin vào ba cái chuyện ma quỷ. Bữa có kể chuyện ma cùng với nhóm bạn, cãi nhau với thằng bạn thân là xem có ma hay không. Hứng lên, thế là lập nhóm Hội Săn Ma, kéo theo một team 4 người ra hồ An Biên, Hải Phòng, thuê hai thuyền vịt, đạp ra giữa hồ, chụp ảnh tìm bằng chứng ngay tối đó. Một bên dùng con Nokia N8 chụp, một bên dùng máy ảnh kỹ thuật số PNS chụp.
Chụp một hồi thì thấy đèn flash sáng choang, mà ảnh chỉ sáng trong phạm vi 1 mét, phía sau lại là một mảng đen ngòm. Thấy lạ nên quay sang thuyền bên để hỏi. Lạ hơn là thuyền bên cạnh hai đứa nó yêu nhau mà mỗi đứa một góc ghế. Kéo sát thuyền hỏi, thằng bạn mới bảo, đéo hiểu có cái gì đẩy tao về một phía ấy. Mình thì không tin, đòi sang ngồi thử thuyền hay không thì hai thuyền tự động tách nhau ra. Đạp kiểu gì xuôi dòng ngược dòng cũng không lại gần được. Thậm chí sợ trêu nhau, có mắt thuyền kia bó gối lên ghế, bàn đạp giữ cứng, bên mình cố đạp lại gần. Hai thuyền cũng tự động giữ khoảng cách gần 2 mét, không chuyển người sang được. Đang bậm môi đạp, thằng em cầm máy ảnh chụp, nó hét toáng lên. Mình quay sang hỏi, nó quay máy ảnh về phía mình nói, anh ơi, em thấy trong màn hình có cái thằng bé nó đứng bên thuyền anh Tuấn anh ạ. Mình kiểm tra, không thấy có gì lạ trong ảnh. Rồi đến lúc đưa máy lên chụp, khi đèn laser đỏ lóe lên, trong màn hình hiện lên bóng của một đứa bé khoảng 8 đến 10 tuổi, đầu húi cua, mắt nhìn về phía mình. Cố tiến hai thuyền lại gần nhau, mình chuyển máy ảnh qua phía thuyền bên. Thuyền kia thì chuyển con N8 về chỗ mình. Thuyền bên nhận định không có hiện tượng tối vùng sau của ảnh như bên thuyền mình. Con N8 mình chụp vẫn hiện tượng chỉ rõ hình phạm vi 1 đến 2 mét. Còn về phía sau thì là một mảng đen xì. Cái này ở điện thoại chắc là tại len. Sau một hồi vật lộn giữa hồ, bốn đứa mang thành quả lên bờ uống nước mía để kiểm tra. Vài bức ảnh lạ mà mình không rõ còn lưu ở cái lab cũ hay không, mà có cũng không chắc có lấy được hay không, do đang ở nhà vợ cũ, ngại sang lấy. Còn trong điện thoại thì ở chỗ đào nhỏ giữa hồ có bóng mờ của một người lính gầy lùn kiểu quân phục ngày xưa đứng nghiêm, đưa tay chào về phía ống kính. Tấm chụp về phía thuyền cậu bạn mình thì có dáng một người mặc áo đỏ đứng chặn ống kính máy ảnh thuyền kia. Chỉ có tay áo, gần như trong suốt, không có chân, đầu, thân. Tấm chụp hướng về phía miếu hai cô, có bóng hai cô gái ngồi trên bờ kè đá, mờ mờ. Lúc đấy, cả team thấy lạnh gáy nên bỏ về, không kiểm tra máy ảnh. Mình về quán trà đá gần nhà, gọi thằng bạn đồng nghiệp ngồi chơi. Nó nghe kể, đòi kiểm tra nốt ảnh trong máy ảnh. Lúc đấy máy pin còn khá đầy, ảnh thì gần như là hỏng hết, đen xỉ. Kéo qua một lúc, đến một tấm mình chụp thuyền bên. Chính diện hai đứa kia, rõ nét có một cái đầu người nam giới, tầm 25-27 tuổi, lơ lửng như đang ngồi giữa hai đứa kia. Đến tấm này thì bất chợt máy sục nguồn, bật sao cũng không lên được. Dù lúc đấy mình chắc chắn pin vẫn còn một nửa. Đêm đó mình nằm trong nhà ngủ một mình, tay vắt ngang trán, một tay để ngực, co gối chụp, hơi khó ngủ vì trước đó uống trà đặc. Và rồi bất ngờ, hai đầu gối mình bị mở banh ra, tay vắt tráng bị giật mạnh xuống ngực, tay chân ngực thì bị kéo xuống bụng dưới. Lúc đấy mình vẫn còn khá tỉnh táo, mắt vẫn còn chưa nhắm. Và cơn ác mộng suốt một năm của mình bắt đầu từ đây. Sau cái cảm giác như bị hấp diêm đấy, kỳ thực mình cũng không có ý nghĩ gì khác, cố gắng nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ. Vừa mới thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy một cái bốp ở bên má, và hình như là má trái. Mở mắt dậy vẫn thấy đau một bên má, mắt thì tóe đom đóm. Mặc dù trời không lạnh nhưng phòng mình lúc đấy cảm giác âm u giận người. Tính vốn không tin chuyện ma quỷ, mình mở điện thoại xem giờ, khoảng 12:30 đêm. Lẩm bẩm chửi rủa con chuột mất dạy nào vào trong phòng, mình tiếp tục đi ngủ. Sáng hôm sau vẫn đinh ninh kiểu ảnh đầu người lơ lửng rõ rệt trong máy ảnh là bằng chứng xác thực nhất cho việc hôm qua tụi mình gặp ma. Mình mới hăm hở theo hẹn, vác theo laptop, điện thoại cùng máy ảnh lên đường gặp team bốn người đêm trước. Đến nơi, bốn người có tờ giấy cùng cái bút để miêu tả hiện tượng lạ đêm qua. Mọi người băn khoăn là sao phải giấy bút thì mình xin giải thích là để tránh tự kỷ ám thị, miêu tả lại tưởng tượng của nhau, sau khi tổng kết mới mổ xẻ vấn đề. Công việc của mình thì không có nhiều, chỉ miêu tả thoáng qua rồi copy file ảnh vào laptop
chuẩn bị đăng Facebook. Do mình tính sống ảo, hồi đó thanh niên mới có 25 tuổi. Điều kỳ lạ là duy nhất bức ảnh cái đầu người lơ lửng thì biến mất. Trước tiên, cặp đôi thuyền kia ngồi cảm giác như có ai đó đẩy họ tách xa nhau. Nam bị đẩy sang mạn trái thuyền, nữ thì không cảm giác gì. Tiếp đó là những bức ảnh tối thui, dù đèn flash khá là sáng. Sau cùng là miêu tả bên thuyền mình về đứa bé mặc áo khoác không rõ màu, tóc húi cua, mặt tròn, ánh mắt rất dữ, nhưng ngăn bọn mình chụp về phía nó. Đứa bé này khoảng 8 tuổi. Cô em cùng thuyền thì bảo khoảng 10 tuổi. Chả sao, cũng giống nhau cả. Con bé thuyền bên cũng bảo đi xem bói, thì có nói là nó có người âm theo. Một người là duyên âm, và một đứa bé 8 tuổi đi theo để bảo vệ. Lúc đấy là ok, còn bế tắc về cái đầu người do không còn chứng cứ. Thế rồi thằng bạn mình vừa cười vừa đùa. À, đêm qua tao mơ là Thương cưới, tao đi dự. Chú rể còn quay lại cười với tao, làm cho tao giật mình. Thương nghe thế thì cũng giật mình. Em cũng nằm mơ là em cưới chồng, ông Tuấn còn chạy theo sau cơ. Mình bắt tụi nó miêu tả giấc mơ và khuôn mặt thằng chú rể mất dạy đó. Cùng theo đó là miêu tả về cái đầu người trong bức ảnh bí ẩn bị mất đi. Điều kỳ lạ là hai giấc mơ của đôi kia giống hệt nhau. Khuôn mặt và tầm cao của chú rể so với dự đoán của mình không nằm ngoài cái đầu người ở bức ảnh bí ẩn có nét tương đồng. Vị trí đầu người, nếu giả thiết đó là người đó ngồi, tầm cao căn cứ vào người ngồi cạnh để đưa ra sai số thì không nhiều. Thế là xong, duyên âm của cái Thương xuất hiện trong đêm săn ma. Việc tiếp theo mình làm đó là gọi điện hỏi cậu đồng nghiệp về bức ảnh đó. Nó khẳng định là chắc chắn có nhìn thấy bức ảnh với cái đầu người lơ lửng. Miêu tả không khác gì mấy so với kết quả của team mình. Duy nhất thằng ngồi thuyền cùng mình là ngủ ngon, không vấn đề gì, cũng không có mơ mộng. Nhưng nó biến mất khỏi cuộc họp ngay sau khi biết chi tiết bức ảnh bí ẩn, vì lý do là sợ. Thêm một điều lạ nữa là thời gian kết thúc hai giấc mơ cùng lúc mình bị ăn tát là không trùng nhau. Ba đứa bị đánh thức đều nhìn đồng hồ và đưa ra kết luận. Khoảng thời gian thức dậy của bọn mình tương đương với thời gian đi bộ đến nhà nhau theo thứ tự. Sau cái ngày hôm đó, cái Thương thì ung dung, thằng em cùng thuyền thì cắm chốt luôn ở nhà nó bên hông nhà thờ thư trung vào mỗi tối. Riêng mình và ông bạn thân tên Tuấn bắt đầu cơn ác mộng khủng khiếp. Theo thằng Tuấn thì nó là thường xuyên bị kéo chăn và nghe thấy tiếng người không rõ giới tính cười hoặc thì thầm trong phòng. Nó cũng như mình, ở một mình một phòng. Và hôm nào nó gặp chuyện như thế là hôm đó mình ngủ khá ngon, hoặc là vào các trực đêm của mình. Còn về phần mình, đấy là những cái tát hoặc giật chân vào mỗi đêm, thường thì vào khoảng gần 3 giờ sáng. Hai tháng đầu mỗi lần bị như vậy, mình đều vùng dậy tìm kiếm con ma mất dạy đấy, nhưng vô ích. Sau 2 tháng là sự sợ hãi cùng mệt mỏi cực độ. Gần như mình bị mất ngủ cho đến 2 giờ sáng, và vừa thiêu thiêu ngủ thì lại bị đánh thức. Sau 3 giờ mới ngủ lại được. Lúc này mình sử dụng các mẹo dân gian như nhét dao dưới gối, không ăn thua, sẽ không bị tát, nhưng gót chân bị đập xuống sàn gỗ mỗi đêm cũng không phải là trải nghiệm vui vẻ lắm. Mình thì không ngủ giường, trải lớp chăn mỏng trên nền gỗ tầng 2 để ngủ. Đêm đầu tiên mình đặt sỏi ở 4 góc chăn trước khi đi ngủ là lần đau khủng khiếp. Ban đầu là cảm giác như có ai đó cù chân rồi rụt tay lại. Mỗi lần vậy, mình lại thức giấc vì những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đến khoảng 3 giờ sáng thì mình nằm mơ thấy mình đang bay và bụp, vai mình đụng mạnh vào tường. Mở mắt ra thì vai nóng ran vì đau do đập mạnh vào tường nhà. Bức tường thì cách nơi mình nằm gần 2,5 m. Trong khi đó, nệm, chăn gối văng bừa bãi bên cạnh mình. Mình thì ngoài việc hay gác chân và ngáy to thì ngủ khá ngoan, không lăn lộn gì cả. Tỏi cùng dao thì vui lắm, vẫn yên vị như lúc mình xếp nó trước khi trải nghiệm lên. Mỗi lần dùng mẹo dao, tỏi là mỗi lần giữa đêm mình bay lên rồi đập vào đâu đó trong phòng ngủ. Không dùng mẹo đó nữa thì bị ăn tát hoặc giật chân. 4 tháng trôi qua, mình cùng với thằng Tuấn gần như bạc cả đầu vì mất ngủ. Thằng kia thì sợ, còn mình thì bực và mệt mỏi.
Lúc này Tuấn mới dẫn mình đi gặp thầy Pháp là bác họ nó. Ông ấy cho một bài kinh Phật mà đến giờ cho dù lâu không đọc mình vẫn thuộc lòng bài đó. Hai thằng niệm mỗi tối trước khi đi ngủ, không ăn thua. Chỉ là mình hết bị ăn tát, nhưng giật chân trêu người thì không hết. Thằng Tuấn thì không còn bị kéo chăn, nhưng cảm giác có người trong phòng và tiếng thì thầm thì không dứt. Sau một tuần, tụi mình đi gặp lại ông thầy trên, được tặng một lá bùa mỗi thằng. Thằng Tuấn rất hẳn, mình thì khá vui. Thay vì 2-3 ngày dính phát, giờ thì mình bị trêu mỗi ngày, không có ngày nghỉ. Ban đầu chỉ là ở nhà mới bị trêu, lên cơ quan ngủ thì sẽ hết. Sau đó thì dù đi du lịch cách nhà 300 cây số cũng vẫn bị giật chân mỗi đêm. Lúc đầu chỉ là bị vào đêm, sau là mất luôn giấc ngủ trưa. Do mình phát hiện nếu ngủ sau 3 giờ sáng sẽ không sao nữa, nên thức động chuyện luôn tới sáng rồi chưa ngủ bù. 6 tháng trời, mỗi ngày chỉ ngủ được có 3 tiếng, khiến cho mình kiệt quệ, đầu tóc bắt đầu có mùi tiêu. Lao đầu đi học cảm xạ, nhân điện, phong thủy với hy vọng tự cứu mình, nhưng vô vọng. Một năm trôi qua, cách giải quyết việc của mình có lẽ lãng nhách nhưng lại thành công. Trong một lần ngủ đi chơi đêm, nghe ông anh kể có người bị ma trêu, ngồi dậy chửi thề, thế là thoát. Đêm cuối cùng mình bị trêu, lúc đấy là mình về nhà bố mẹ đẻ và ngủ giường rồi. Mình vẫn nhớ lúc đấy mình giật mình mở mắt, hai chân mình treo lơ lửng cách chiếu tầm nửa mét, và không cho mình kịp chủ động, hai gót chân thân mật tiếp xúc với chiếu, nghe cái rầm một cái. Tuy không đau nhưng nghe giọng hai cụ nhà chửi tầng dưới vọng lên, như mỗi lần mình bị trêu rồi nện giường ở Mỹ. 3 máu 6 cơn, máu dồn hết lên não. Mình ngồi bật dậy, khoanh chân, vỗ đùi rồi chửi: "Mẹ mày, để bố mày ngủ thì mày yên, còn không tao tống mày xuống địa ngục." Mình còn chửi thêm một tràng nữa rồi mới ngủ tiếp. Và rất lạ là từ đó mình được yên. Chuyện này mình sẽ khẳng định là chuyện chính mình trải nghiệm. Cách giải quyết cuối chuyện có lẽ nhiều bạn không tin, nhưng mình đã thầy dùi vài người, tỷ lệ thành công khá cao. Áp dụng với việc tương tự, mình cũng với thằng Tuấn bị hay liên tiếp bị bóng đè, dựng giường, ác mộng lặp lại. Mọi người không tin thì đừng thử, bạn nào gặp bế tắc giống mình thì thử xem. Kế tiếp là chia sẻ của một bạn có Facebook là Hoàng Nguyễn vào năm 2019. Đây là một chuyện thời sinh viên nghe được của một đứa bạn trong lớp. Hôm đấy, 4-5 đứa rảnh ra ngồi quán nước. Xong rồi, có một đứa trong nhóm mới hứng lên kể chuyện ma của nó. Mà con nhỏ này thì cực kỳ sợ ma. Chuyện là bạn của nó cũng là sinh viên đi thuê trọ, đi cùng với người yêu tìm phòng, thì mãi mới tìm được một phòng của một nhà 3 lầu bên quận 3 có dư phòng cho thuê. Hai đứa qua xem phòng thì thấy rất ưng, vì nhà rộng, vị trí đẹp, giá lại khá mềm. Sau khi nói chuyện với chị chủ nhà, thỏa thuận xong thì hôm sau dọn qua luôn. Lúc đó ngoài chị chủ ra thì nhỏ đó còn thấy một bà lão ngồi xe lăn đi ra, nhưng nó không tiện hỏi là ai vì chỉ nghĩ là mẹ của chủ nhà. Nói chuyện xong, chị chủ nhà rời đi và nói hàng ngày sẽ qua dọn dẹp rồi về chứ không ở đó. Thấy thuê được nhà giá rẻ mà đẹp nên cả hai không ý kiến gì, cũng không quan tâm nhiều đến cái bàn thờ được đặt ngay cạnh phòng trên lầu 1. Chỉ cần bước lên cầu thang là sẽ thấy cái bàn thờ, còn phòng thì kế bên. Ngày đầu mọi thứ vẫn bình thường, đi học về vẫn thấy bà lão. Nó chào nhưng không thấy bà lão trả lời nên đi lên phòng luôn. Chị chủ thì ghé dọn dẹp rồi cũng về. Đến khoảng 7 giờ tối nó đi tắm thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tắm xong nó mới chạy ra mở cửa xem ai gọi thì không thấy, nên cứ nghĩ là chị chủ kiếm có việc nhưng không thấy ai. Nó đóng cửa rồi mở tivi xem thì lại nghe thấy có tiếng bước chân lên cầu thang, đi lên đi xuống. Nó lại ra xem lần nữa thì cũng không thấy ai cả. Mà chị chủ nhà nếu có lên thì sẽ gọi nó, chứ trong này làm gì có ai ngoài nó với một bà lão tàn tật, làm sao mà đi lên cầu thang được. Nó trấn tĩnh lại và nghĩ vì trước giờ đi thuê trọ cũng gặp nhiều nên không sợ lắm. Ăn uống học bài xong các kiểu thì nó đi ngủ.
Kể từ cái lúc này thì mới hãi. Nó ngủ và nằm mơ. Nó mơ thấy cái cửa phòng cứ mở ra dù không thấy ai cả. Rồi cái tiếng bước chân lên cầu thang lặp đi lặp lại. Nó giật mình tỉnh dậy thì thấy mọi thứ bình thường. Nhưng nó phải thức tới tận sáng vì không dám đi ngủ. Sáng ra, người yêu nó qua đón đi học thì nó kể cho người yêu nó nghe. Người yêu nó thì cũng thuộc dạng không sợ, nên nói là chắc em mệt nên mơ xả, không sao đâu. Ngày thứ ba, mọi thứ mới bắt đầu trở nên rõ ràng với nó. Như mọi ngày nó đi học về, nhưng hôm nay nó về hơi trễ. Vì đi ăn với người yêu nên 8 giờ tối mới về. Về đến nhà thì không thấy ai cả, cũng chẳng thấy bà lão. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên căn nhà khiến nó thấy rờn rợn. Lấy hết can đảm, nó đi một mạch lên trên phòng. Nhưng lúc đó nó chỉ mong là mình không có đi lên. Đập vào mắt nó lúc này là bà lão hàng ngày đang ngồi chễm chệ trên bàn thờ trừng mắt nhìn nó. Lúc đó nó kể mà thấy rõ da gà của nó nổi hết cả lên. Nó hét to rồi nhắm mắt, mở cửa phòng, ngồi im trong phòng, gọi điện thoại cho người yêu, kể cho thằng người yêu nghe. Thằng đó cũng sợ, nhưng do đang đi công việc nên không qua được, rồi kêu nhỏ đó ở yên trong phòng, mở đèn, mở tivi lên cho bớt sợ. Vì bị hù khi đi ở trọ ngoài nên nó cũng nghĩ người ta không làm hại mình. Ở đến mai rồi nói chuyện với chị chủ nhà xem thế nào. Rồi cứ đến đêm là có tiếng bước chân đi lại, mà nó biết chắc là bà lão nhưng không dám làm gì. Người yêu nó là kêu nó gọi điện Skype để nói chuyện cho đỡ sợ. Đến khi nào buồn ngủ thì nó ngủ. Còn 1-2 giờ đêm nó mệt rồi, laptop vẫn mở, nhỏ đó ngủ, còn thằng người yêu thì vẫn xem Skype. Sáng hôm sau 5 giờ thằng người yêu qua đến gọi dậy, kêu là dọn hết đồ đi. Trên đường đi nhỏ này mới hỏi, sao anh qua sớm thế? Thằng người yêu mới nói, em biết hôm qua lúc em ngủ anh thấy cái gì không? Lúc đó anh vẫn xem Skype của em, và cảnh tượng không thể nào tởm hơn hiện ra. Đấy là nguyên khuôn mặt của bà lão hiện ra lởn vởn quanh đó. Hai đứa im re rời đi mà không nói thêm câu nào. Câu chuyện kế tiếp của một bạn có Facebook là Quỳnh Như chia sẻ vào năm 2020. Vào năm 2018, khi đấy mình còn học lớp 12. Trường mình từ thứ 2 đến thứ 6 học từ sáng sớm đến 8 giờ 40 tối. Riêng thứ 7 thì học tới 11 giờ 40 trưa. Lịch này áp dụng cho lớp 9 và toàn khối cấp 3. Trường mình thì là trường liên cấp 2 và cấp 3. Học 3-4 năm trời với cái lịch bít vùng này, nên những ngày cuối ôn thi đại học, mình rất thường xuyên cúp xuống ghế đá ngồi bấm điện thoại, đợi bạn học xong rồi về chung. Đây là chuyện thường tình nên mình cũng thấy quen. Cho tới một bữa, đang ngồi thì mình muốn đi vệ sinh, chạy lên lầu thì không được, xui mà bị bắt thì sẽ bị thầy bấm cho sụn tai. Đứa nào bị bấm là rớm máu chứ chẳng chơi, nên mình quyết định là đi vệ sinh ở nhà vệ sinh gần hầm giữ xe trong trường. Chỗ này ở một góc trường và rất vắng vẻ. Hầm giữ xe thì khỏi nói rồi, tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ nhà vệ sinh. Lúc bước vô, mình còn đứng soi gương, tô lại cái môi và chải đầu, nên mình có thể khẳng định là 4 phòng vệ sinh sau lưng đều không có ai bên trong, bởi vì phòng nào cũng mở cửa. Sắm tuồng một hồi, mình mới đi vệ sinh. Nhưng lạ thay là vừa bước vào cái phòng đầu tiên chốt cửa thì mình lập tức nghe thấy có tiếng xả nước rào rào rất lớn từ một trong 3 phòng còn lại. Ai có thể đi với cái tốc độ ánh sáng kiểu đó trong khi mình vừa mới bước vào chốt cửa còn chưa kịp làm gì. Mình cũng bình tĩnh đi vệ sinh xong, bước ra nhìn xem thì thấy phòng cuối đang khép cửa hờ, nước đang tràn ra xả nào ào. Mình đã nhìn rất lâu nhưng không thấy có ai bước ra. Mình mới lại gần đá cửa cái phòng đó thì bên trong không có gì cả. Chẳng có ai ngoài cái vòi nước đang bị xả ào ào như ai đó vặn ra. Mình vặn lại rồi chạy ra sân luôn. Ngồi cho đến khi có bạn học nó đi ra, mình kể lại thì nó mới hỏi một câu xanh rờn. Sao mày không nhìn thử lên trần? Có khi nó đủ ở trên đấy mà mày không biết thôi.
Một chuyện khác thì xảy ra với bạn trai của mình. Đó là vào năm 2019. Với những ai đã từng đi nghĩa vụ thì sẽ biết, đêm nào cũng bị đi trực hết, và mỗi người sẽ được trang bị một đèn pin, một cây gậy để gác. Khu của bạn trai mình thì biệt lập với các khu khác, vì bạn trai mình là bên bộ phận thông tin, ca trực 12 giờ rưỡi đêm đến 1 giờ 45 sáng. Chỗ của bạn trai mình gác thì có 3 cái chổi và một sân tennis rất là rộng. Trong nghĩa vụ chỉ có đèn ở nơi sinh hoạt, còn ở ngoài thì không. Bạn trai mình thì vốn không biết sợ ma là gì, dù lính cũ có cỡ nào, bạn trai mình cũng chai mặt ra vì tính rất lì. Có lẽ biết là lì nên ông trời đã sắp xếp cho bạn trai mình một cuộc gặp gỡ thật sự là đáng nhớ. Đêm đó trực tới 30 phút thì anh ấy cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng cố gắng banh mắt ra, cứ cầm đèn pin dọi linh tinh để giết thời gian. Rồi tự nhiên nghe thấy có tiếng bóng tennis đập bình bịch như ai đang chơi ngoài sân. Anh ấy mới dọi đèn ra thì không có gì ngoài đó cả. Hễ dọi đèn thì im bặt, nhưng cứ không dọi là lại nghe thấy có tiếng. Anh ấy mới nghĩ trong đầu là ma không sợ mình thì thôi, mắc gì mình sợ nó. Mà cái thời điểm đấy thì đã cận Tết rồi, thời tiết rất là lạnh. Anh ấy ngồi trong chòi, lá cây xào xạc, cành thì nghiêng ngả do có gió mạnh. Quanh anh ấy thì là mấy cái cây tràm gốc lớn, hai người ôm mấy xuể. Bạn trai mình cứ tỉnh bơ, ngồi nhìn trời nhìn đất xung quanh. Tới lúc mắt quen dần với bóng tối thì mới để ý là ở ngay cái chỗ gốc cây cứ có ai đó lấp ló ra vào. Lúc đầu anh ấy không sợ vì cứ đinh ninh là mấy đứa bạn hoặc là cán bộ đi canh xem mình có lo trực hay là không, nên anh ấy mới nói lớn lên: "Này, núp gì đấy, giỡn hoài thế, thấy rồi." Lúc anh ấy chiếu đèn pin ra vào cái chỗ gốc cây đó thì cái bóng người lấp ló phía sau cũng đâu mất. Mà rõ ràng lúc chưa dọi đèn, thấy rõ có người cứ ló ra, xong rồi thụt vào ló ra như kiểu dình mình. Anh ấy cảm thấy bực bội vì nghĩ là tụi bạn giỡn nhầy nên la lên: "Ra đi!" Rồi đi thẳng tới nơi đó, nhưng phía sau chẳng có ai. Lúc đấy anh ấy cũng hơi hoảng, nhưng đi nghĩa vụ quân sự mà sợ thì chỉ có nước chết thôi, chứ có ai đâu mà cứu. Với lại cũng sắp hết ca trực nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Tới ca tiếp theo người ta ra, anh ấy không kể lại chuyện này vì sợ người ta không dám trực. Anh ấy về phòng thay đồ để ngủ, xong rồi chùm kín hết người vì sợ. Lúc đấy phòng đã tắt đèn, tối om, ai cũng ngủ say hết cả rồi. Kế tiếp là những câu chuyện của bạn Lê Nguyễn về những trải nghiệm tâm linh của nhóm bạn bạn ấy. Đầu tiên là câu chuyện về cây cầu Nhị Thiên Đường. Đó là một cây cầu danh tiếng ở quận 8. Đi kèm với độ lâu đời của nó là rất nhiều câu chuyện thương tâm do tai nạn giao thông gây ra. Thằng Mạnh là bạn thân của mình, nhà ngay bên hông cầu, đã từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn kinh khủng, nhưng vốn là một thằng chẩu lì nên nó thường tỉnh bơ trước những cái cảnh máu me đấy. Nhưng có một vụ mà khiến cho nó lẫn cái đám loi choi tụi tôi cũng phải ớn lạnh, thậm chí là tụt máu khi nghe nó kể lại. Vào buổi chiều cái hôm đó, có ba thanh niên đi lên dốc cầu. Một người không biết do xe hỏng hay gì đó nên phải nhờ hai thằng kia đẩy lên trên dốc. Lên tới giữa cầu thì bỗng nhiên hai thanh niên kia máu chẩu nổi lên, đạp xe của bạn mình ra giữa lộ rồi cười sằng sặc. Vốn chỉ là đùa thôi, cho đến khi chiếc xe ben từ sau chạy tới biến người kia thành đống thịt vụn thì hai thằng kia mới biết mình khôn như thế nào. Lúc đấy hai thanh niên kia vừa ôm mặt khóc vừa run cầm cập, vì bạn mình vài phút trước còn đang nói chuyện cười đùa, này đã thịt nát xương tan. Thằng Mạnh bạn tôi cũng có mặt trong cái đám người đông đúc ra xem, và cũng thất kinh hồn vía giống như bao người khác khi chứng kiến những người pháp y đi gom lượm từng bộ phận nội tạng của người kia bỏ vào trong thùng. Đến tối hôm đó, từ nhà nhìn ra, thằng Mạnh thấy người nhà của người kia mời thầy đồng về cúng bái. Không biết là thật hay không, nhưng một lúc sau, ông thầy đồng bỗng giật giật rồi đổi giọng la khóc ghê rợn.
vừa kêu đau quá, vừa hỏi là tim tôi đâu, người tôi đâu. Nghe vô cùng rợn, mà đến nỗi thằng cứng vía như thằng Mạnh phải đóng sầm cửa lại, không dám xem nữa. Trong cái thời còn đi học, thằng Mạnh vốn có quen một đứa bạn gái tên là Huyền. Nhỏ này không biết thực hư thế nào, nhưng nghe nói là nó có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy được cõi âm. Nhưng hỏi thì nó chỉ bảo là do yêu bóng vía nên lúc nào đi đâu cũng gặp ma. Thằng Mạnh kể, có lần đang chở nó đi chơi, đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên nó bốm mạnh vào vai thằng Mạnh rồi la hét, khiến cho thằng Mạnh suýt nữa thì lạc tay lái. Lấy lại bình tĩnh, thằng Mạnh mới hỏi có chuyện gì. Thì nó bảo xe đằng trước có chở một bà già nhìn rất là kinh, đang nhìn chằm chằm vào nó. Thằng Mạnh lúc đấy mặt không còn giọt máu, vì nhìn thấy xe phía trước chẳng có chở ai cả, trong khi nhỏ Huyền vẫn bảo là bà ta đang nhìn nó. Để tránh không làm cho bạn gái khủng hoảng hơn, thằng Mạnh mới tựa lời an ủi, vờ như cũng nhìn thấy bà ta, nhưng thực sự là lúc đó không có ai trước mắt nó cả. Về cái khu bệnh viện thì thường được ví như giao lộ giữa hai cõi âm dương. Người ta nhìn thấy ma ở bệnh viện thậm chí còn nhiều hơn cả ở nghĩa trang. Với con bé Huyền thì đây cũng là nơi nó thấy nhiều chuyện quỷ dị nhất. Một lần Huyền nó vào thăm người thân đang làm việc ở bệnh viện Hùng Vương. Khi ra về thì trời cũng đã muộn. Hôm đấy không hiểu sao bệnh viện lại vắng hơn bình thường. Khi bắt đầu bước xuống cầu thang thì nhỏ Huyền bỗng thấy có một người con gái mặc áo thun trắng chấm bi, tóc phủ che kín mặt, tay vịn cầu thang. Người đó chỉ đứng yên một chỗ, không cử động, không ngước nhìn, chỉ đứng đó và vịn lấy tay nắm cầu thang. Do có kinh nghiệm nên nhỏ Huyền nhìn là biết đấy là gì. Dù sợ đến tái mặt nhưng nhỏ Huyền vẫn vờ như không thấy, vừa đi vừa hát. Và khi đi ngang qua người đó thì tóc gáy nó muốn dựng hết lên cả, nhưng nó vẫn cố gắng bước tiếp, vừa bước vừa hát. Qua được cái khúc đó, nó mừng vô cùng, chạy thục mạng xuống mấy tầng cầu thang. Đến chỗ giao cuối trước khi xuống đất thì lần này nó đứng hình, vì lần nữa thấy người con gái kia đang đứng ngay chỗ giao, vẫn tư thế cũ, tay nắm cầu thang, mặt cúi gằm. Nhỏ Huyền nó không chịu được nữa, không hát nổi, vừa chạy vừa la vừa niệm Phật, chạy một mạch ra thẳng ngoài đường, và mấy tuần liên tục không dám quay lại đó nữa. Chuyện nữa thì do một nhỏ bạn khác của tôi đã trải qua khi nó làm thu ngân trong một quán ăn ở một trung tâm thương mại ở quận 7. Như thường lệ, đến giờ đóng cửa quán thì nhỏ bạn tôi nán lại để tính lại tiền. Lúc đó cũng đã muộn nên không có ai ngoài nhỏ ở trong quán. Nó đang lẩm nhẩm tính toán thì ngước lên, nhìn thoáng cái rồi lại cúi xuống đếm tiếp. Bỗng dưng nó giật mình nhìn lại thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi cách quầy khoảng 2-3 dãy bàn. Nhìn thì thấy người này đội cái nón lá che kín mặt, tóc dài ngang vai, mặc bộ bà ba nâu, xoay lưng về phía nó. Lúc đầu như phản xạ, tự nhiên nghĩ đây là khách vào ngồi nên nó có kêu: "Chị ơi, quán đóng cửa rồi ạ." Nhưng không có tiếng trả lời. Người phụ nữ vẫn ngồi im một chỗ, không phản ứng với câu nói của nhỏ. Nó bắt đầu thấy sợ nhưng vẫn kêu thêm mấy lần nữa, người này vẫn ngồi im. Lúc đấy nhỏ này mới thật sự xanh mặt và nhớ đến một chi tiết quan trọng, là khi có người ra vào thì cái cửa thường kêu cót két, mà hồi nãy giờ có nghe thấy gì đâu mà có người vào ngồi đó, cũng không nghe thấy có tiếng kéo bàn ghế. Nó ngẩng lên lần nữa và muốn ná thở vì phát hiện ra là người đó đã biến mất không dấu vết. Nó cố gắng bình tĩnh, cho rằng mình bị ảo giác, cúi xuống một chút rồi ngước lên nhìn lại. Lần này người phụ nữ kia ngồi ngay trước mặt. Lúc đấy nhỏ đã mếu máo muốn khóc rồi. Nó dọn đồ đạc bỏ vào tủ, nhìn lên thì người phụ nữ đó lại biến mất. Nó mới cúi xuống ngước lên thì vong kia lại xuất hiện. Nó sợ muốn đứng tim té xỉu nhưng vẫn vờ như không thấy, đi từng bước ra cửa. Vừa bước ra tới gần chỗ vong ngồi thì nhắm mắt lại, miệng niệm Phật. Ra tới cửa, nó dồn hết sức hét một tiếng, cảm giác như muốn bể cả cái trung tâm thương mại. Bảo vệ nghe thấy thì chạy đến, thấy con nhỏ vừa la như điên vừa chạy,
Hỏi có chuyện gì thì nhỏ nó kể, nhưng dĩ nhiên mấy ông bảo vệ đi vào thì không có gì xảy ra cả. Vì cái vụ đó mà sau này nhỏ xin chuyển hẳn lên làm ca ngày, không dám làm ca đêm. Chuyện kỳ dị ở cái trung tâm thương mại đó chưa dừng lại. Một lần khác ở khu bán quần áo, đây cũng là chuyện đồn ở trong trung tâm mà nhỏ kia nghe được. Đêm đó thì bà lao công đang quét dọn trong khu bán quần áo thì nghe thấy có tiếng lộc xộc trong một phòng thay đồ. Nghĩ là nhân viên chưa về hết nên không để ý. Đến hồi lâu, quét một vòng rồi quay lại chỗ này, vẫn còn nghe thấy có tiếng đó. Lúc đấy bà mới kêu: "Ai trong đó lâu vậy? Ra còn tắt đèn đóng cửa nè." Chẳng có ai trả lời, nhưng tiếng lục đục bên trong đã ngưng hẳn. Vốn bà này cũng nóng tính nên hỏi mà không có ai trả lời. Bà mới nóng, xô cửa ra luôn. Và chẳng có ai bên trong cả. Bà bắt đầu thấy rén, tắt đèn đi ra ngoài. Để xuống cầu thang thì phải đi qua cái sảnh hình chữ L. Đang đi bỗng nhiên bà nghe thấy có tiếng động lạ. Quay lại thì bà thấy cảnh tượng hãi hùng nhất mà bà từng thấy. Một người tóc dài chạm đất, phủ che kín mặt, bước đi khập khiễng như là người què. Từng bước đi theo phía sau bà. Lần đầu tiên bà thấy sợ như vậy, bỏ chạy té lên té xuống. Ngày hôm sau, người quản lý có hỏi là sao bà bỏ việc về giữa chừng. Bà kể đầu đuôi nhưng ai mà tin cho được. Hết cách nên bà bảo quản lý mở camera khu đó lên. Thì trong đoạn camera chỉ thấy bà ta đang quét, quay lại nhìn rồi la lên bỏ chạy. Ngoài ra không có hình ảnh bất thường nào cả. Do không chứng minh được sự thật và cũng không được chấp nhận cho đổi ca nên bà ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày hôm sau. Một câu chuyện khác do một bạn có Facebook là Đỗ Tuấn Anh chia sẻ vào năm 2016. Khi còn là sinh viên năm 2, giai đoạn bắt đầu làm đồ án thì mình qua ở với thằng bạn. Phòng trọ nó ở gần trường, còn nhà mình cách trường 10 cây số. Chuyển qua để ở, tiện làm đồ án chung nhóm. Mình học Việt Hàn IT. Mô tả về cái phòng trọ thì đằng sau quán cơm. Quán cơm thì ở ngoài mặt tiền đường 8 làn xe. Dãy trọ thì ở phía sau, sau bếp của quán. Cái bếp thì mọi thứ đen xì do dùng củi và than để nấu, lúc nào cũng ẩm ướt. Dãy phòng trọ thì thấp hơn cả bếp và cả cái quán cơm của chủ, thấp hơn tới tận 1 mét lận. Dãy phòng thì có lối đi khác. Lối này cứ như một cái địa đạo, tối om do lọt giữa các dãy nhà cho thuê khác. Về cơ bản, dãy phòng trọ lúc nào cũng tối. Phòng thằng bạn thì ban ngày ban đêm gì cũng phải bật đèn. Căn phòng thì có một cái cửa sổ nhưng không mở được. Có một nhà vệ sinh. Điều đặc biệt là cái cửa nhà vệ sinh này ban ngày hay ban đêm nó cũng hắt lên một thứ ánh sáng mờ mờ rất là quái dị. Đối diện với cửa nhà vệ sinh thì là một góc tường mà theo mình lúc nào cũng có cảm giác ai đang ngồi xổm chỗ góc đó nhìn mình. Điều đặc biệt là thằng bạn mình ở đó suốt thời gian sinh viên. Thằng này thì sống khép kín và có nhiều bí ẩn không được bật mí. Thời gian ở với nó chỗ đó tổng cộng là có 3 thằng. Thằng bạn mình chủ phòng thì không nói, nó quá quen với những chuyện ở phòng nó rồi. Cũng vì thế mà nó có rất nhiều bí mật. Chỉ có mình với thằng bạn nữa là cảm nhận được sự quái dị của cái căn phòng này. Đồ đạc thì rất hay tự nhiên rơi. Vòi nước trong nhà vệ sinh thì nhiều khi tự mở rồi chảy. Ban đêm cứ 11 rưỡi lại vang lên tiếng người ta lách sành sạch ngoài hành lang. Do cái phòng này là cuối dãy và sát với bếp chủ nhà nên nửa đêm cứ nghe thấy có tiếng lục lọi trong đống củi, tiếng sửa soạn xoong nồi. Mà đính chính là chủ nhà giờ đó không có làm gì. Hơn nữa, ba thằng bọn mình ở đó chỉ có mình thằng chủ phòng là bình thường. Còn tụi mình, hai thằng, dù có làm gì đi nữa cũng không bao giờ có thể thức khuya hơn 1 giờ sáng và có thể dậy được trước 8 giờ. Thằng chủ phòng nó có dậy cũng không kêu, bị bọn mình chửi mãi vẫn thế. Từ ngày ở chung, ba thằng lúc nào người cũng mệt mỏi, nhưng ra khỏi phòng đó là khỏe hẳn. Hai thằng cố chịu đựng, rồi bọn mình cũng ai đi đường nấy.
Lần thứ hai là sau này khi mình lên Hòa Khánh, mình thì là dân Đà Nẵng và mình có quen với bạn gái mình. Có một lần bạn gái mình có rủ mình qua phòng trọ của một đứa bạn để chơi. Con bé này thì mới chuyển đến chỗ đó. Cơ bản là con này hồi trước cũng có duyên âm nhưng cắt rồi. Coi thầy thì thầy vẫn kêu là vẫn còn nhiều vong theo lắm, không cắt hết được. Con bé thì cũng mặt xinh dáng chuẩn. Lục đục dọn chuyển đến phòng mới hộ nó, rồi ở lại chơi. Bọn mình cũng ngủ lại đó luôn. Một mình là con trai với cả bốn đứa con gái. Nhưng cơ bản là mình cũng khá bản lĩnh, cũng không phải là sở khanh, nên người yêu cùng với cả bạn của người yêu cũng rất tin tưởng. Hôm đó mấy em ấy cũng có chút men, nên quất cần câu hết rồi. Có mỗi mình là tỉnh, tiểu lượng thì không cao, nhưng uống với mấy em ấy thì chẳng thấm vào đâu. Tối hôm đó mình không tài nào ngủ được. Mọi người đừng bảo là vì mấy em gái nhé. Mình thì cũng máu, nhưng cơ bản là phòng trọ đấy có vấn đề. Mình luôn có cảm giác lạ với cả bị lạnh, nên luôn đề phòng cái gì đó vô hình. Mọi người không biết đã bao giờ thấy điện thoại tự gọi đi, tự bắt máy rồi tự tắt chưa. Tối đó mình thấy điện thoại con nhỏ đó bị 4 lần như thế. Sáng dậy mình cũng không kể lại cái chuyện này. Qua ngày hôm sau và hôm sau nữa là ngày lễ rảnh rỗi, nên cả đám đi chơi đến chiều về. Khoảng 5 giờ mọi người quyết định là tối liên hoan tiếp, nên chả đứa nào chịu về cả. Mình ra ngoài hóng gió, chứ âm khí của mấy em ấy ám quá, mình chịu không nổi. Thế rồi mình chợt nhận ra, ở cuối dãy phòng trọ có một cái giếng, bên cạnh là cái cây mít. Cái giếng thì có vẻ là bỏ hoang, đậy lại bằng lớp ni lông cùng với lớp tôn, nhìn rất là cũ nát. Mình cảm thấy lạnh cả sống lưng rồi, và chợt nhận ra một cái điều mà mình không để ý trong hai ngày trước đó. Đó là cả dãy trọ khoảng gần 20 phòng, hai dãy đối diện nhau, phòng trọ nào cũng có một cái nồi hương treo trước cửa. Mà điều quái hơn nữa là chỉ có một vài ba phòng là có người thuê. Cảm giác lúc đó như lạc vào xứ mộng mị bỏ hoang vậy. Đang lơ ngơ thì con bé bạn của người yêu mình là chủ phòng có nhờ mình bê tấm phản từ một phòng đang chuẩn bị đồ chuyển đi về để nằm. Mình cũng chẳng biết tốt xấu gì, cũng phụ nó bê về. Cái tấm phản này để thay cái giường, mà phòng con nhỏ đó làm gì có giường đâu. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có cái chuyện mình nằm ngủ, vì cả ngày hộ tống mấy bà nhỏ đi chơi mệt vãi cả ra. Cơ bản là ngủ trên tấm phản vừa bê về. Mấy nhỏ kia thì lo nấu ăn. Mình đang bắt đầu chợp mắt thì giật mình và một cảm giác lạnh toát sống lưng. Mình biết ngay là mình bị bóng đè. Thấy mấy đứa kia đang nấu nướng, chân tay mình thì tê cứng không động đậy được, cũng chẳng nói được gì. Ngoài trời thì bắt đầu tối đen rồi. Rồi chợt có cái gì đó giống như mặt người, khô khốc, hốc mắt nhăn nhèo, cơ bản không biết là có mắt không, tóc tai bù xù, nói chung là không thể nhìn rõ. Cái thứ đó nó vù phát từ ngoài cửa sổ đập thẳng vào mặt mình rồi biến mất. Mình thề là lúc đó mình không bị dạng bóng đè thì đã thét lên rồi. Một lúc sau mình ngồi dậy được, cả người toát mồ hôi hột. Mình bảo là mệt, lôi bạn gái về ngay lập tức. Mình có quay sang nói với mấy đứa, một là qua chỗ gấu mình ngủ, hai là vứt tấm phản đi chỗ khác. Lần thứ ba là mình với bạn gái ở chung được khoảng 2 năm. Chuyện hai đứa ở chung thì gia đình hai bên đều biết và cho phép. Chỉ cần xác định tương lai, phụ huynh cũng chả cấm. Có một hôm, mình với cả người yêu giận nhau cũng to tiếng. Mình thì tính nóng, hơi cứng, nên ngồi dưới đất để xem điện thoại, mặc cho bạn gái nằm trên giường cứ khóc thút thít. Một lúc sau, không biết sao, bạn gái mình lại im bặt. Tới lúc mình đi ra nhà vệ sinh thì mới để ý rằng bạn gái mình lúc đấy nằm quay mặt vào tường, cửa sổ đầu giường thì mở, gió thổi vào nhẹ nhẹ mà lạnh toát. Mình mới mò lên giường nũng nịu làm trò coi như xuống nước. Khi kéo bạn gái lại thì thấy mắt bạn gái đang mở trừng trừng. Mình hơi giật mình, tưởng là bạn gái giận quá.
Thế nhưng bạn gái mình chẳng nói gì cả, đứng lên đi vào phòng vệ sinh đóng cửa. Mình nghĩ là đi rửa mặt vì lúc nãy khóc nên tèm nhem hết. Mình mới quay ra xem điện thoại tiếp, thì lần này mới phát hiện ra là nãy giờ bạn gái ở trong phòng vệ sinh vẫn chưa ra. Vòi nước thì vẫn mở. Mình mới phi mạnh vào trong, giật mạnh cửa vào. Mình hoảng hồn thấy là bạn gái mình vừa soi gương vừa chải tóc, lại còn cười nữa. Mà lúc đấy là đúng 12 giờ khuya. Mình biết là có biến, kéo mạnh bạn gái ra, vả nhẹ vào mặt. Bạn gái mình vẫn cười. Mình làm luôn hai cái bà tai, thì bạn gái mình bắt đầu ứa nước mắt, leo lên giường, nhưng mà không hề khóc. Mình nói sơ qua về cái phòng của hai đứa mình. Nhà thì là nhà trọ của gia đình, nên bọn mình ở tầng 2. Phòng lớn phía mặt tiền, bên ngoài là ban công. Phía tây đầu giường luôn là cái cửa sổ, bên cạnh là quán cà phê. Giữa quán có cái cây bông gòn mà từ trước tới giờ muốn đốn mà không đốn được. Tán cây này thì vươn tới cửa sổ phòng mình. Phía ngoài cửa là hành lang, dọc theo hành lang là phòng trọ sinh viên nữ. Có phòng bên cạnh phòng mình là cho con nhỏ bằng tuổi mình thuê, tên là Lan. Tính tình cũng dễ thương, và theo mình là Lan rất biết cách sống. Mình có kêu con nhỏ đó qua nói chuyện với cả bạn gái mình lúc đấy. Lan nó qua leo lên giường tính dỗ bạn gái mình, ai ngờ là bị đẩy văng xuống. Mình thề là lúc đấy bạn gái mình nó nổi điên chưa từng thấy. Nó mới quay ra cái chỗ cây bông gòn, đứng cười ha hả. Mình thấy lần này chắc cú là có chuyện gì rồi. Mình bay lại, dùng vài thế vật em nó xuống. Sức mình cũng mạnh, lại có chút tí nghề. Còn bạn gái mình thì người như que củi. Thế nhưng mình, nhỏ Lan phải gồng lắm mới quật được bạn gái mình xuống. Giống như là đang vật với cả thằng châu bò nào đấy. Lúc đấy, bạn gái mình hết cười, mặt mới quay qua phía mình. Mà mình nói thật là đến bây giờ mình vẫn ớn lạnh. Bạn gái mình nghiến răng kèn kẹt, nói với một cái giọng rất là trầm, chứ không the thé. Mình chỉ nghe loang thoáng là: "Thả tao ra, không tao giết mày." Mình sợ mà, nhưng lúc đấy mình vận hết cả sức, nhớ lại mọi tư thế, lấy lại tinh thần và cho bạn gái vài cái bạt tai nữa. Chẳng hiểu sao mình lại quát lên: "Mày là ai? Ở đâu?" Thế rồi lúc đấy bạn gái mình nhìn chừng chừng, tay chân gồng lên như muốn bật dậy. Lúc đấy nhỏ Lan nó cũng sợ. Hai đứa cố gắng lắm mới đè bạn gái mình xuống được. Cứ như thế khoảng 30 giây sau thì bạn gái mình lịm đi cho tới tận sáng. Tối đó mình chẳng ngủ được. Qua tới ngày hôm sau, mình có hỏi bạn gái mình thì em ấy bảo là đang ngủ thì nghe có người ở ngoài cửa sổ. Thế nhưng phòng tầng 2 thì làm sao có ai ở ngoài đó được. Bạn gái mình mới nói, nhìn ra cửa sổ thì thấy có cái mặt trắng bệch. Cười với bạn gái em xong thì bạn gái em mơ màng không biết gì cả. Đến khi bị tát mấy phát thì cảm giác đau và nghe loáng thoáng bên tai là giết nó đi. Và rồi sau đó bạn gái mình không biết gì nữa cho đến tận sáng. Mình gọi lên cho nhà của bạn gái thì bố mẹ bạn ấy chỉ thở dài và nói là biết rồi. Mấy hôm sau có gửi xuống mớ roi dâu cùng với cái bùa, bảo là bạn gái phải đeo vào. Và kể từ đó không còn xảy ra chuyện gì lạ nữa. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho MC. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series Nhân Trường Sống.